Con nhớ đời nào
và sự yêu mến của tất cả quý vị. Hôm nay Thành xin vào chùi mồ hôi một tí, nghỉ chút chút. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ tư tuần tới. I love you. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Công Thành và Linh rất là nhiều. Và thật là một niềm rất là vinh dự cho Hội Giáo sứ Cơ Đốc Giáo Việt Nam hôm nay.